Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số cái phụ kiện để chế cái càng chữ A. Ở đây thì gồm có các những cái đầu rô pin này, rô pin lớn này, rô pin dưới là rô pin hai chân này. Cái này nó để rời nhé các bạn nhé. Sở dĩ nó phải để rời như này thì mục đích của nó để rời này, khi các bạn hàn nóng lên thì những cái ắc nhựa ở trong này nó bị cháy, cho nên là người ta phải để rời cho các bạn. Ví dụ như đây này, cái này bằng nhựa này, cái này cao su này đấy, thì khi các bạn hàn thì nếu những cái này nó nóng là nó sẽ bị cháy, cho nên người ta để rời ngoài. Nhưng sau khi các bạn hàn xong thì các bạn nắp vào rồi các bạn này đậy cái lắp này lại và các bạn đập bịt nó lại, thì cái cách lắp đặt của nó cũng khá là đơn giản thôi. Một số các bạn nào thì chưa biết cái cấu tạo của cái rô pin thì có thể xem ở trên này là cũng biết đây là nó ấn cái nhựa như này đấy, nó lắp cái nhựa này, sau đó nó đậy vào đây, thả chìm như này đấy, như thế này, sau đó là có cái lắp sắt như này đậy vào trong này và đập cái này, nó đè chặt cái nắp này lại đây, mình đập nó vào nó chặt lại đấy, nó xong cái rô tin rồi đấy. Đây chính là cái cấu tạo của một cái rô tin bình thường. Còn đây là cái lắp chụp để che bụi này. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là chọn bộ một cái bộ này để cho các bạn này tự hàn càng chữ A. Nó gồm hai cái này và hai cái bộ như thế này, cao su hai bộ này và hai bộ này. Ngoài ra thì mình bán kèm theo cả cái củ lái ở dưới. Cái này các bạn không làm được thì cũng có thể mua. Thì đây nó có loại này, loại này thì các bạn lưu ý cái lỗ này này, lỗ này nó đi theo cái bộ này cho nên là nó là lỗ côn, nó vừa với cái đầu rô tin này. Đây đầu to này đấy, các bạn ấn vào đây. Còn cái dưới này các bạn lắp dưới này đấy, nó như thế này để các bạn làm cái khớp quay. Thì các bạn nào nghiên cứu qua bộ càng chữ A thì các bạn sẽ nhìn cái bộ này, các bạn sẽ biết và tự hàn lấy cái bộ càng chữ A. Thì đây nó có hai loại, cái loại càng chữ A này là loại dùng lại lắp phanh cơ, lắp phanh cơ. Cái phanh cơ nó như thế nào thì các bạn xem đây, đây chính là phanh cơ này. phanh cơ này nó có cái chấu gài này, nó gài vào đây nó ra cái phanh cơ như này. Này là cục phanh cơ này, có 4 ốc này, 8, 11 này, tim thì đây nên là 8 và 11 đấy. Và các bạn lưu ý nhé, cái này là trục này là trục 17 này, từ ngoài vào là 17 luôn, sử dụng 2 bi trục 17 đấy. Đây là một bộ này riêng nhé. Đây là một bộ sử dụng phanh đĩa này đấy. Sử dụng phanh đĩa thì bộ này là nó có hai cái tai đây, tai này và tai này. Hai cái tai này là để bắt cái cụm phanh đĩa. Cái trục này thì nó là trục bậc, nó sử dụng đây là trục 20 và đây là trục 17 và đầu trong này là trục 20 đấy. Thì các bạn lưu ý các bạn lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Nếu như các bạn có nhu cầu mua luôn cái Meyer này thì bên mình cũng có này, Meyer 3 ốc, Meyer 4 ốc đều có này. Các bạn không sử dụng phanh thì mua cái bộ màu đen này, này dễ làm này, vì nó vuông góc đấy. Còn cái này là trục này là nó hơi xiên một chút đấy, thì sử dụng cái trục màu đen này nó dễ làm nếu như các bạn không sử dụng phanh. Ngoài ra thì cũng có một bộ này cũng sử dụng phanh cơ đây, nó cũng khác kiểu một chút. Bộ này cũng sử dụng phanh cơ nhưng trục suốt của nó là trục 17 luôn này, thì đây là 17 luôn đấy, nó giống cái bộ này. Hai bộ này nó lá nhau thôi, các bạn lấy màu vàng hay lấy màu đen thì đều được, nó không có liên quan gì lắm.
màu đen này thì khoảng cách chữ A nó sẽ lớn hơn cái màu vàng này. Đây, nó cao hơn một chút. Đấy là cấu tạo của một cái bộ cảng chữ A. Thì các bạn nào mà đã từng xem cái bộ cảng chữ A bên mình rồi thì có thể nhìn qua đây là các bạn biết ngay là cần mua những cái gì để làm nên một cái cảng chữ A cho nó đẹp mắt. Giá của những cái bộ này thì mình sẽ để ở dưới phía dưới video để các bạn mua về các bạn tự hàn nhé. Đây là cái chặt 3 ở dưới này, càng A dưới. Còn đây là cái chữ A ở trên để các bạn điều chỉnh. A có thể điều chỉnh được này. Mayer thì mình vừa giới thiệu cho các bạn rồi đấy, có 3 loại Mayer đấy. À, 3 loại cái cổ khớp quay ấy. Đây là một màu đen này, phanh cơ này, hoặc không phanh này. Bạn không lắp phanh thì thôi. Đây cũng là một loại này. Đây là loại trục bậc này. Mà này là phanh đĩa thì trục bậc các bạn nhé. Phanh đĩa này nó cũng có cả loại trục trơn, trục 17 đấy. Đây là 17-20 đấy. Thì video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn cần bộ nào thì vui lòng liên hệ nhé. Đấy. Thank you.